Con đấy là con gọi là cái sự ngã mạn của mình, gọi là ở ở đời là do mình ngã mạn. Nhiều khi họ nói là kêu con hay là cái gì gọi là sự tổn phước, đúng không ạ? Sự tổn phước. Nhưng mà giờ con nguyện nói là tất con mong cho mọi người đều là thành Phật đạo cả, họ là giải thoát giống như anh nhé. Yeah. Ngày hôm nay là chẳng hạn như ngày mai hay là ngày mốt ấy, anh cạo bỏ râu tóc, anh tu thành Phật trước con, ghế con cũng không có sai lầm. Yeah, yeah. Đúng không? Tại vì mình cũng con cũng không dám nói mình là sư, là thầy gì cả. Họ chẳng qua họ hỏi nói là chứ ông là sư là thầy thì ông thành tựu được cái gì, mình chưa thành tựu được cái gì cả. Lỡ ngày mai mình học ra, có nhiều người, con biết ở đời là có nhiều người tu thành, họ không ra, nhưng mà có nhiều người vẫn bị xã hội kéo ra. Thì lỡ mình bữa nay xưng sư, xưng thầy giỏi lắm, nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì thấy ra đi làm cái gì đó thì sống như người thế gian, không tu hành nữa, thì họ lại nói cái mình nói sao. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình gọi là cố gắng học tập, rồi gọi là đầu tiên con muốn ai cũng họ cũng đều giỏi hơn mình cả. Họ là đều là bậc thầy của mình, xứng đáng để học với họ. Tuy không phải là đời này mà nhiều đời kiếp, không phải là cái gì nữa. Nếu một ngày mai họ tu thành Phật của mình gọi cũng không có sao cả. Nhưng mà khi mà con đã thành rồi, con tu mà con biết được rồi, con thì con thay đổi. Con không nói như thế này nữa, nhưng mà do mình vẫn chưa thấy được, mình chẳng qua là con cạo bỏ râu tóc hay là có nhiều điều mình chưa biết được, mình gọi là sự giải thoát. Mình vẫn ở trong này, khi mà đã giải thoát hoàn toàn mà đã mình thấy biết được ta là như thế này hay là cái kia thì con thay đổi. Dạ. Không phải là cứ biết như thế này nhưng mà mình chưa có, mình chưa thành tựu thì mình phải học tập hết ra. Từ những cái nhỏ nhất mình đi lên, mình ai cũng người nhỏ, mình cũng là như hạt cát hạt bụi, mình đi học tập thôi, chứ giờ mình ra đòi xưng sư xưng thầy với họ còn thấy sợ quá, không dám. Dạ, có nghĩa rằng là mọi người sẽ mọi người đi xung quanh sẽ có cách xưng hô gì đó đối với thầy thì là tùy vào mỗi người thôi, đúng không thầy? Vâng. Dạ. Họ đúng rồi, họ muốn gọi con như thế nào thì quyền của họ. Dạ, dạ. Họ muốn gọi sư hay gọi thầy hay cái gì đó là cái việc tùy ý họ. Họ kính trọng hay họ tôn trọng hay họ không. Tại vì đi ở ngoài đời, con biết rồi, đi ở ngoài đời nhiều khi họ nói, họ nói vợ con bằng mày, bằng này nọ, hay là bằng con, bằng kia, họ cũng nói mà mình cũng đâu có biết. Nhưng mà mình cũng nghĩ lại nói họ cũng đúng, có khi là nhiều đời trước ấy, mình không biết được cái tiền kiếp của họ có tu hay không. Lỡ ngày mai họ tu họ thành Phật thì mình cũng phải, họ kêu con là cũng đúng mà. Dạ. Nhưng mà ở đời con cũng thấy có gọi là họ kêu nói mày đâu ấy, thì cái đấy cũng có mà. Dạ, dạ. Dạ, họ cũng nói, hay là họ con đi khất thực, họ nói là mày tới đây thì mày phải nói là con cần cái gì hay cái gì thì phải nói tiếng họ họ cho. Nói cái gì tiếng chứ im lặng như thế ai đâu biết đâu, có cái gì đâu mà cho, không biết thì họ nói là phải nói là con cần cái này cần cái kia. Dạ. Thì cái đấy là cũng có cái trường hợp như thế này thế kia, nhưng mà con biết một điều, khi mà mình đã tu thành, có được cái giới, có được cái thiền định, có cái trí tuệ rồi thì mình cũng thay đổi lại, họ cũng không lo mất phước được đâu. Dạ. Nhưng mà tất cả mọi cái đều có sự kính trọng. Con tôn trọng anh thì anh mới tôn trọng con. Dạ, dạ. Nhưng mà con đầu tiên chưa có tôn trọng cái gì, cho dù có đạt thành cái gì nữa cũng không có cái tôn trọng đó, thì cũng những cái tối thiểu đấy mà mình chưa làm được thì mình cũng không học học được cái cao hơn được. Anh có công nhận không ạ? Dạ. Không thể học được cái nhỏ. Những cái nhỏ nhiều khi họ cũng có vị thầy thì có nhiều họ, cái thì họ cũng nói đúng. Họ nói là nếu mà như anh cứ tới xưng con này lỡ làm tổn phước của anh thì con đâu biết được. Dạ. Nhưng mà con nói là ở đời không phải là nói là anh già tuổi hay là dạ, lớn tuổi dạ, là đều con cả hay là cái gì cả. Giống như Phật ngày xưa, nhiều bà la môn 100 tuổi hay 80 tuổi mà Phật mới có ba mấy tuổi, ngài tu thành cũng phải tới xưng con với Phật chứ. Dạ, dạ. Nó khác, nên là cái việc đấy thì cũng tùy theo, cũng không có cấm ai gọi là phải xưng con hay là xưng thầy xưng sư gì cả, nhưng mà thấy mình tu hành thấy sự an lạc với sự hợp lý hiện tại như thế nào thì mình xưng với họ thôi. Tại vì con khi con gặp anh con nói con không thấy có một cái gì mà con lỗi lầm với anh cả.
Tại vì sau này anh cũng không có trách con được. Tại vì anh hỏi con tới đây, con cũng nói lúc đó con nói chuyện với anh là ở cái mức độ con nhỏ bé, con chưa gọi là xưng cái gì để nói đúng nói sai, hay là để sau này anh có một cái gì mà lật ngược lại mà hủy báng con được, nói con ngày xưa ông xung thầy, ông nói cái này với cái kia, nhưng mà con thực tế chưa có. Nhưng mà đôi khi bây giờ con tiếp nhận cái điều đó thì vô hình chung có khi nào con bị tổn phước không thầy? Cái đấy cái tổn phước mà anh cố tình gọi thì nó mới tổn phước, nhưng mà người khác gọi là chẳng hạn như giờ con nói nha, anh đi dọc đường như thế mà anh dẫm đạp kiến chết, anh không có tội. Anh cố tình anh dẫm đạp chết nó mới cái có tội. Chẳng hạn như giờ con nói con, nhưng mà anh không cố tình gọi con thì anh đâu có tội. Tội là ở từ cái tâm, gọi là người ta cố ý hay không cố ý, đúng không? Là cái mình không biết, không cố ý thì mình đâu có tội. Mình làm những cái mà cái tâm ý của mình nghĩ ra phải như thế thì mình mới có tội, đúng không? Giờ con nói anh không nói, kêu giờ con nói con, nhưng mà anh nói là ông ấy nói cho anh có nói đâu. Thì anh đâu có tội gì đâu, không có một cái lỗi lầm. Nhưng mà giờ con bắt anh kêu bằng con á, thì nó mới tội. Nhưng mà con không bắt, con tự mình nói ra. Còn giống như anh ở đời là con nói là anh là một giáo viên hay là thầy giáo. Nhưng mà khi ở cương vị anh giáo viên thầy giáo đó, nhưng mà khi anh nói là tôi không phải nữa, tôi không cần nữa, anh muốn gọi tôi cái gì cũng được theo cái tôn trọng, thì đâu có ai anh bắt tội ai đâu. Không, cái đấy con nghĩ là tùy theo của những vị tu hành với lại những người nào đó thấy mình xứng đáng chưa, hay là thấy mình thành đạt được cái này cái kia rồi, hay là mức độ nào đó thì quyền lợi của họ. Nhưng mà thấy mình thấy hạnh phúc hay là thấy gì sống mà không có để gọi là mắc lỗi lầm tập học, thì con thấy ở cái mức độ hiện tại con là như thế. Gặp ai kể cả to nhỏ gì con cũng kêu bằng con cả, rồi kể cả gặp Phật hay là gặp những cái thứ gặp ở đâu cũng thế, chứ cũng không có nhất gì anh. Kể cả những người nhỏ nhỏ như thế này con cũng họ nhiều khi nói sao người nhỏ như này mình bằng con họ được, nhưng mà giờ lỡ ngày mai mốt thì đó họ tu thành Phật cái không con là cái chắc. Đúng không? Nên là cũng không có dám nói là họ là nhỏ được, họ mới sinh. Nhưng mà chẳng hạn như là con nói bây giờ là có một hòa thượng nào đó tu công đức, họ chết hết đời, họ chết thì giờ họ lại tái sanh lại cậu bé đó sao? Mỗi đời trước là đã kêu bằng hòa thượng này nọ, nhưng mà giờ họ thành cậu bé lại kêu bằng con thì lấy đâu được. Cái sự luân hồi ở trong bây giờ mình không biết, nhiều quá rồi giờ mình không biết ai là như thế nào cả. Thôi thì ở trong này thì mình chọn cái chắc nhất là cái xưng hô, mong rằng con gặp anh ấy cũng không bị phạm. Phạm một cái là sau này lỡ con nói nhà ngày mai ngày mốt gì đó nhân duyên nhân quả thôi anh tu hành cái thành Phật, nhưng mà ngày xưa con kêu anh bằng con, giờ nó lại khác, nó cũng khó. Đúng không? Nó không có cái gì gọi là, nhưng mà trừ trường hợp mà họ nói mình cũng thấy được họ là bậc tu hành đạt đạo A La Hán chánh đẳng giác, mình phát hiện tới thì mình thấy công đức của họ thì mình đảnh lễ, mình gọi họ là cái bậc như thế thì mình cũng tốt đẹp. Nhưng mà con gặp thấy những cái vị như anh thì con nói anh. Những với con gặp những cái vị sư thì con cũng nói như thế. Đó là cái đấy, nói với anh như thế. Cái đấy con thấy cũng bình thường, không có sao cả. Bởi vì là con đi gặp cũng rất là nhiều những cái vị sư tu tập, nhưng mà cái việc mà xưng hô như thế này thì chắc có lẽ là mỗi mình thầy là đầu tiên con gặp thôi. Có cái này là thưa anh là ngày xưa con cũng ra là con kêu sư, kêu ai cũng thế, bắt mình là kêu sư cả, kể cả về cha mẹ gì cũng bắt họ là kêu mình bằng sư, gọi là để cho mình sư nó to, gọi là tỳ kheo nó ấy, sau này con biết thì con không như thế nữa. Con mong họ kêu sư kêu thầy tùy theo họ muốn kêu cái gì, nhưng mà mình không tự xưng mình nữa. Tại vì mình chưa có, con mà có rồi đầy đủ công năng thì con nói chứ, nhưng mà chưa có mình không có lấy được, tại vì trong cái thế gian này mình còn nhiều điều khó khăn, nhiều điều học tập rèn luyện nữa. Giờ như con ở trên cái mức độ là tập học nữa, nhưng mà khi mà mình đã xưng sư xưng thầy thì mình phải có cái gì đó.
Đúng không ạ? Phải đạt thành cái gì đó, nhưng mà khi mình không có công đức, những cái công đức đó giờ nói mình cũng chưa viên mãn tới đâu nữa, là con từ đó trở đi con không kêu sư nữa.